my lord. We have located the new ring. Send the Nazgul. All of them. I know what you fear, Tali. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tới với cuộc chiến thứ hai của tiên tộc với lại thế lực bóng tối của chúa tể bóng tối Melkor, khi giờ đây hắn được nhắc tới với một cái tên khác là Morgoth, kẻ thù của tiên tộc. Cùng tìm hiểu nhanh qua nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến này. Tất nhiên, tất cả các cuộc chiến lớn tại kỳ thứ nhất của Trung Địa thì chỉ có một nguyên nhân to đùng này mà thôi, đó là sự phá hoại và các đau thương mà Morgoth đã gây ra cho tiên tộc Noldor. Mặc dù là có nói rất nhiều lần rồi, nhưng mình vẫn phải nhắc lại hoàn cảnh quen thuộc này một lần nữa vì nó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới các cuộc chiến này. Đó là thời điểm mà các tiên tộc đang chung sống yên bình tại Thiên Quốc thì các vị thần đã quyết định sẽ thả lỏng Melkor ra khi mà hắn đã được giam giữ tại đây hàng nghìn năm tại sảnh đường của Mendoth. Lý do mà hắn bị bắt về Thiên Quốc là do khi độc bá Trung Địa, hắn đã can thiệp vào cuộc sống của các tiên tộc đầu tiên khi họ thức tỉnh, không chỉ bắt giữ mà hắn còn biến đổi họ thành những sinh vật gớm ghiếc hơn. Vậy nên, các vị thần tại Thiên Quốc đã gây chiến và bắt được Melkor về Thiên Quốc để hắn không tác yêu tác quái nữa. Giờ đây, sau mấy nghìn năm, cảm thấy hắn đã có sự hối lỗi nên các vị thần đã cho hắn một cơ hội làm lại. Nhưng vì vẫn nhiều vị thần hoài nghi về sự sám hối của hắn nên đã chỉ cho phép hắn được đi lại tại Thiên Quốc dưới sự giám sát chặt chẽ của các vị thần. Khi ở tại Thiên Quốc, một nơi ngoài các vị thần sinh sống thì còn có rất nhiều tiên tộc. Nhìn thấy sự vui vẻ, bình yên của tiên tộc làm cho Melkor cảm thấy cay cú và khó chịu vì chính tiên tộc là nguyên nhân khiến cho hắn bị giam cầm. Nhưng vì các vị thần vẫn đang để ý tới từng đường đi nước bước của hắn nên hắn không thể manh động mà phải tìm một con đường lén lút hơn để không bị để ý, nhưng vẫn có thể hãm hại được tiên tộc cho hạ sự tức giận của hắn. Hắn đã chọn tiên tộc Noldor làm mục tiêu quấy phá của mình. Đây là nhóm tiên tộc dễ bị kích động và bị thao túng nhiều nhất, do họ khao khát kiến thức nên luôn sẵn sàng lắng nghe mọi điều. Melkor đã nỗ lực lan truyền tinh vi những lời nói dối rằng các vị thần đang muốn giam giữ tiên tộc tại Thiên Quốc để chủng loài thức giấc tiếp theo được thừa hưởng trọn vẹn Trung Địa, chiếm lấy vinh quang mà đáng lẽ ra phải thuộc về họ. Và khi lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần và liên tục thì tự khắc nó cũng sẽ dần dần trở thành sự thật khi mà chẳng có ai có thể kiểm chứng được những lời nói dối đó của hắn. Biết rõ được nội tình của tiên tộc Noldor, khi có một sự bất đồng quan điểm và có phần tranh đua giữa hai hoàng tử Noldor là Fëanor và Fingolfin về vị trí thừa kế ngai vị, nên hắn đã muốn tập trung vào điểm sơ hở này để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời thì hoàng tử Fëanor cũng là chủ nhân của những viên ngọc Simari đẹp tuyệt thế, thứ mà ai cũng muốn được ngắm nhìn và chiếm hữu. Bản thân các vị thần cũng thực sự rung động và Melkor cũng vậy, thậm chí hắn còn khao khát nhiều hơn. Vậy là Melkor đã phao tin đồn rằng người em cùng cha khác mẹ của Fëanor là Fingolfin có ý định độc chiếm vị trí thừa kế ngai vị và cũng như muốn chiếm hữu các viên Simari cho riêng mình. Đứng trên cương vị là một hoàng tử Noldor, anh cả của các hoàng tử Noldor, và với sự kiêu hãnh quá cao của mình, Fëanor đã không nhìn được ra những mưu kế này và nhanh chóng bị thuyết phục bởi những lời u tối đó. Fëanor đã chĩa kiếm của mình về phía em trai, và đó cũng là nguyên nhân mà ông bị trừng phạt bởi các vị thần là đi lưu đày, không được trở về thành phố Tirion cho đến khi các vị thần cho phép. Khi đã bị tách ra khỏi cộng đồng tiên tộc, Melkor đã tới nơi lưu đày để thuyết phục Fëanor về phe của mình, nhưng khi sự tu hành với Fingolfin được thuyên giảm thì Fëanor lại dễ dàng nhận được ra sự xảo trá của Melkor. Nhận thấy mục tiêu thực sự của Melkor là những viên Simari của mình nên Fëanor đã thẳng thừng từ chối, đóng sập cửa trước mặt hắn, một điều mà hắn cảm thấy là một sự khinh thường bởi một sinh vật hạ đẳng hơn mình. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Melkor trở nên cực kỳ manh động hơn rất là nhiều khi đã chính thức lẩn trốn khỏi tầm nhìn của các vị thần mà không để lại bất kỳ một dấu vết gì về hắn cả. Một thời gian sau, khi Fëanor vắng mặt tại nhà, Melkor đã lẻn tới nhà của Fëanor, trực tiếp chiếm đoạt những viên Simari này,
Không những vậy, còn ra tay sát hại luôn cả đức vua Nodor Finwë là cha của Fëanor tại đó, rồi trốn về trung địa ẩn náu. Mất cả cha và báu vật của mình làm cho Fëanor cực kỳ phẫn nộ. Fëanor đã gọi Melkor là Morgoth, kẻ thù đen tối của tiên tộc. Cũng từ đây, không còn ai gọi hắn là Melkor nữa. Fëanor đã quay trở về thành phố Tirion, bất chấp việc ông vẫn đang bị các vị thần lưu đày, chưa cho phép trở về đây. Fëanor đã kêu gọi những người dân của mình cùng đồng lòng tiến về trung địa truy sát Melkor để trả thù cho cái chết của đức vua Finwë, cũng như thu hồi lại những viên Simari của mình. Không những thế, sự cay đắng bởi quá nhiều nghiệt ngã tới với mình đã khiến cho Fëanor không còn suy nghĩ được thông suốt như trước. Ông đã yêu cầu cả 7 người con trai của mình cùng lập một lời thề. Lời thề đó có nội dung là sẽ tiêu diệt Morgoth tới tận cùng và lấy lại các viên Simari. Bất kể ai chiếm giữ hoặc cản trở sẽ đều trở thành kẻ thù của gia tộc Fëanor. Lời thề này đã vô tình trói buộc cả 7 người con trai của Fëanor về sau, khiến cho họ phải rơi vào kết cục bi thảm cũng như đổ máu với chính đồng loại của mình rất nhiều lần. Dân chúng tiên tộc Nodor cũng hết sức bất bình và nhanh chóng đồng ý nghe theo Fëanor về trung địa, nhưng không phải là tất cả. Vẫn còn hơn một nửa dân chúng tin theo Fingolfin, người em của Fëanor hơn, vì tin rằng Fëanor vẫn chưa đủ chín chắn cho việc này. Gia tộc Fëanor đã nhanh chóng khởi hành di chuyển ra cảng biển để sử dụng những chiếc thuyền của tiên tộc Teri làm phương tiện để băng qua đại dương về lại trung địa truy sát Morgoth. Nhưng tiên tộc Teri đã không đồng ý giao những chiếc thuyền này ra vì họ không muốn làm trái ý của các vị thần. Fëanor vì quá tức giận đã không ngần ngại xuống tay với họ để có được những chiếc thuyền này. Nơi đây đã trở thành cuộc tàn sát đồng loại đầu tiên giữa hai dòng tiên, dẫn đến việc những tiên tộc Nodor tham gia vào vụ thảm sát đã bị Valar Mendes nguyền rằng họ sẽ không được tái sinh khi phải bỏ mạng tại trung địa. Bất chấp những điều đó, gia tộc Fëanor vẫn nhất quyết lên thuyền tiến về trung địa. Không những thế, vì những hiểm khích vẫn còn với Fingolfin nên Fëanor đã cho đốt những chiếc thuyền khi đã tới trung địa, dẫn đến việc đoàn của Fingolfin phải băng qua cực bắc băng giá đầy gian khổ về sau khi đã không có thuyền. Trong khi đó tại trung địa, khi Morgoth về trung địa, hắn đã nhanh chóng phát động các cuộc tấn công nhằm vào các lãnh địa của tiên tộc đang sinh sống tại trung địa, cụ thể là tiên tộc Sindar, một nhánh nhỏ của tiên tộc Teri. Khi này, hai binh đoàn Orc được Morgoth triển khai ở khu vực phía nam của Beleriand, trong khi binh đoàn phía đông đã bị đức vua Thingol của Dondria đánh bại, bỏ chạy tan tác. Thì binh đoàn phía tây vẫn đang bao vây chặt khu vực Falas, lãnh địa của Cildan. Cildan đã rất khó khăn để chống chọi với cuộc vây hãm này, viện binh của Thingol thì vẫn chưa thể tới kịp thời được. Thời điểm mà cuộc chiến đầu tiên của tiên tộc với phe bóng tối còn chưa đi tới hồi kết thực sự, thì quân đội Nodor, biệt đội Avenger báo thù của gia tộc Fëanor chính thức cập bến trung địa. Cảm nhận được sự xuất hiện của tiên tộc Nodor tại trung địa, Morgoth đã đưa ra kế hoạch đối phó bằng việc triệu tập một đội quân Orc xuất phát từ Angban tấn công vào quân đội gia tộc Fëanor. Morgoth nghĩ rằng với việc tấn công chớp nhoáng như vậy sẽ làm tiên tộc Nodor không kịp trở tay. Vậy là cuộc chiến thứ hai của tiên tộc với phe bóng tối chính thức diễn ra, trận chiến dưới các vì sao, vì thời điểm này mặt trăng và mặt trời vẫn chưa hề xuất hiện trên bầu trời. Lực lượng Orc của Morgoth được cho là có số lượng đông hơn rất là nhiều so với tiên tộc Nodor của gia tộc Fëanor, nhưng tiên tộc Nodor của Thiên Quốc lại là những tiên tộc tinh anh mang sức mạnh ánh sáng của Thiên Quốc. Họ được đào tạo bài bản, khả năng chiến đấu và tương tác bằng quyền năng là cực cao. Orc không phải là đối thủ của họ nên quân đoàn Orc này đã nhanh chóng bị đánh bại, chúng buộc phải rút lui về phía bắc. Tiên tộc Nodor với khí thế hừng hực đã nhanh chóng đuổi theo truy quét. Morgoth huy động ngay lập tức lực lượng Orc vẫn đang bao vây cảng biển Falas lên phía bắc để tiếp viện cho quân đoàn Orc vừa bị đánh bại này. Với lực lượng Orc đang ở phía nam thì đây sẽ trở thành một cuộc đánh úp ở phía sau. Thế nhưng tiên tộc Nodor đã biết được việc này. Celegorm, con trai thứ ba của Fëanor, đã chỉ huy một lực lượng tiên tộc Nodor bảo vệ hậu quân của tiên tộc. Họ đã phục kích tại Ithor Sirion. Vậy là quân đoàn Orc này tưởng rằng đã tập hậu được tiên tộc thì lại rơi vào tình thế kẹt giữa hai lực lượng của tiên tộc Nodor. Hai bên đã chiến đấu trong 10 ngày, gần như tất cả quân đoàn Orc đã bị bỏ mạng tại cuộc chiến. Chỉ có vài tên Orc là thoát được khỏi vòng vây và chạy về căn cứ của chúng.
Trong cơn tức giận điên cuồng của mình, Phiono vẫn quyết định truy đuổi, tận diệt cả nhóm orc này. Sự hăng say truy đuổi đó mạnh mẽ tới nỗi làm cho Phiono bỏ lại xa quân đội của gia tộc mình, đi vào quá sâu địa phận của kẻ thù mà chưa nhận ra sự nguy hiểm đang tới gần. Khi đã đuổi theo gần tới Angband, bên cạnh Phiono chỉ còn lại vài cận vệ trong đội tiên phong là vẫn theo được kịp ông, còn đại đại quân của gia tộc thì đã hoàn toàn bị bỏ lại ở phía sau. Thấy vậy, lũ orc đã ngay lập tức quay trở lại giao chiến với ông. Vì là quá gần căn cứ của phe bóng tối nên lũ orc đã có được các viện binh mạnh mẽ rất là nhanh chóng. Tại đó, thế lực mạnh mẽ nhất của Angband cũng đã góp mặt lần đầu tiên trước tiên tộc, đó là các Barok. Bản chất, chúng là những vị thần sa ngã hệ lửa cực kỳ mạnh mẽ, không hề tầm thường như lũ orc là cận thần của Morgoth. Các Barok đã nhanh chóng tiêu diệt hết các cận vệ đi theo Phiono, nhưng ông vẫn không nản lòng, quyết chiến đấu tới cùng với chúng mà không hề lùi bước, khuất phục trước các Barok. Sau một thời gian chiến đấu dài, Phiono đã phải cân sức với các Barok, ông đã dốc toàn lực để cầm cự. Khi mà thể lực đã ngày càng một suy giảm, trên người ông đã nhận phải rất nhiều các vết thương. Nhưng với sự tham chiến của Godmog, chúa tể của các Barok, thì Phiono đã nhanh chóng yếu thế hơn rồi đã bị đả thương nghiêm trọng. May mắn là các con trai của ông đã kịp thời đến cứu trợ với một lực lượng đáng kể, đủ để các Barok rút lui vào Angband. Các con trai của Phiono đã nhanh chóng đưa ông ra khỏi chiến trường, nhưng Phiono đã yêu cầu các con dừng lại vì biết rằng vết thương của mình đã quá nặng. Ông nhìn về phía Angband lần cuối, nguyên rủa Morgoth tới 3 lần, nhưng rồi ông chợt ngẫm ra những lời nói của Valamandus khi đã từng nói rằng không một thế lực nào của tiên tộc có thể lật đổ được chúa tể bóng tối. Phiono khi này mới nhận ra rằng quân đội của gia tộc mình nếu không có thêm sự trợ giúp thì sẽ không bao giờ có thể lay chuyển được pháo đài bóng tối kiên cố này được. Tuy nhiên thì Phiono vẫn kiên định nhắc nhở các người con của mình giữ trọn lời thề và giờ đây còn là trả thù cho cả mình nữa. Rồi sau đó, Phiono chính thức chút hơi thở cuối cùng, ý chí rực lửa của Phiono đã biến toàn bộ cơ thể của ông trở thành tro tàn. Cuộc chiến tới thời điểm này tạm thời đã kết thúc về mặt giao tranh quân sự giữa hai bên, khi Myroth, con trai cả và cũng là người thừa kế ý chí, di sản và danh hiệu ngai vị của tiên tộc Noldor đã thay cha mình lãnh đạo gia tộc. Khi không còn Phiono lãnh đạo, Morgoth cảm thấy đây là cơ hội để dẹp trừ những tiên tộc Noldor đang ở trung địa mà không cần phải dùng tới quân đội, vì có dùng cũng chưa chắc đã hiệu quả tại thời điểm này. Vậy là Morgoth đã dàn dựng một cái bẫy, âm mưu giả vờ đầu hàng. Vật mồi ở đây là viên Simari, hắn sẽ trả lại Simari cho tiên tộc Noldor, đổi lại tiên tộc phải rút lui về thiên quốc, không ở lại trung địa nữa. Myroth cũng nghĩ rằng đây sẽ là một đề nghị hợp lý vào lúc này để tránh đau thương mất mát thêm, nhưng khi tới địa điểm thương thảo thì Morgoth đã cho một lực lượng mai phục bắt luôn Myroth làm con tin. Và lại đề ra một đề nghị mới, nếu tiên tộc Noldor về lại thiên quốc thì hắn sẽ thả Myroth ra, nhưng giờ đây chả còn ai tin được lời của hắn nữa. Vậy là tiên tộc Noldor vẫn quyết định sẽ vẫn ở lại đây tìm hướng giải quyết mới cũng như đợi cứu viện. Trận chiến thứ hai của tiên tộc và phe bóng tối tại kỳ thứ nhất chính thức khép lại vào năm 1497 của thời đại hai cây thần, thời điểm mà mặt trăng và mặt trời còn chưa hề xuất hiện trên bầu trời của trung địa. Trận chiến có sự tham gia của tiên tộc Noldor đến từ gia tộc nhà Phiono, một trong ba gia tộc lớn nhất của tiên tộc Noldor, chỉ huy chính là Phiono cùng với sự hỗ trợ của 7 người con trai của ông. Bên phe bóng tối bao gồm hai quân đoàn orc và các Barok tham chiến, chỉ huy chính là chúa tể bóng tối đầu tiên của trung địa Morgoth, hay còn được biết tới với cái tên là Melkor, và cánh tay phải đắc lực của hắn, chúa tể Barok Godmog. Trận chiến mang tới chiến thắng to lớn cho tiên tộc Noldor khi thiệt hại về quân số là tương đối nhẹ, còn bên phe bóng tối thì gần như là tiêu diệt được cả hai quân đoàn orc của Morgoth. Tuy nhiên thì tiên tộc Noldor lại mất đi một trong những thủ lĩnh vĩ đại nhất của họ, chính là Phiono. Sức chiến đấu và quyền năng của ông cũng không thua kém bất kỳ một người tài giỏi về lĩnh vực đó trong tiên tộc Noldor. Về kỹ năng chế tác thì Phiono thực sự đứng trên đỉnh cao của sự hoàn mỹ khi đã để lại hàng loạt các di sản đáng ngưỡng mộ như ba viên Simari hay cả những viên Palantir về sau.
Tuy là cuộc chiến xảy ra thứ hai tại Trung Địa, nhưng đây mới là cuộc chiến đầu tiên định hình được sức mạnh giữa hai bên, khiến hai phe phải thực sự nghiêm túc cho các cuộc chiến về sau. Tại trận chiến này, tiên tộc Nodor cũng nhận được ra sự yếu kém về lòng tin của mình, khi đã dễ dàng bị kẻ thù dẫn mũi, dẫn tới cả hai thủ lĩnh của họ đều đã phải nhận lấy những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đây lại là tiền đề cho việc các binh đoàn Nodor phía sau có thể rút được kinh nghiệm cũng như quyết đoán hơn trong việc chiến đấu với kẻ thù của họ. Cụ thể ở đây là lực lượng Nodor do Fingolfin dẫn dắt đang trên đường tới. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith bound together in death crafted the one thing. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chúa Nhẫn. Xin chào!